điệu quá, đi đâu cũng cầm dù. Chào các bạn, chào Thi Thi. Hôm nay Lệ Thi làm cameraman cho bán. Ghê không? Camera ghê luôn, không có bà Linh Trần, có Lệ Thi. Giờ đi đâu đây? Lệ Thi chở 8. Đi đây. Tan tan tan. Biết chứ. Ủa biết luôn hả? Trời ơi, chị tới đây mua đồ hoài. Ủa vậy hả? Chỗ này biết của ai không? Biết. Của ai? Sơn. Hay quá. Đây đó, chỗ này của Sơn là Thi. Lần nào tới cũng phải chiếu cái này cho mọi người. Ok. Mọi người nhớ. Nè, Ivy Trần nè. Minh Đê, Sinh Đê, 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Dễ thương lắm. Tuesday là đóng cửa. Ừ. Rồi liên hệ số điện thoại 669-770-5733. Đó, Facebook là ai? Giỏi quá, lúc này đọc tiếng Anh rồi. Ivy Trần Cali. Dưới đó kìa, cho nội đọc dưới luôn. Dưới là chợ mấy đường in cook in cookie. Ủa cái gì, cái chữ này đọc là gì? About custom arrangement. Chữ đầu biết đọc nha. Coi như thầy tiếng Anh là coi như là bó tay chấm cơm với bà. Trời ơi công nhận. Có gì mới không sơi? Trời ơi đẹp quá bông. Mới thì có hoa mới. Có hoa mới thì, có nhiều cây mới. Mẹ thì khoái bông mới. Nè, vẫn là cũ. Vẫn là cái hũ này là phân bón cho hoa quả nè. 5 đồng. Ủa vậy hả? Ừ. Rồi nhà Thi có trồng táo tàu bón nó được không? Được. Ý vậy mua. Mua đi. Mua. Sơ táo tàu có phân bón cái này được không? Dạ, sơ. Cái loại hoa phân hết cho các loại hoa cây ăn trái. Phân này của hoa với cây ăn trái là nó là phân gì vậy sơ? Một cái loại phân của cái company người ta mix vô, nó không có sợ. Dạ nhưng mà hiện tại thì là táo nhà con rất là ngọt và ngon. Mình bỏ nó vô. Nó nhiều trái lên. Nó nhiều đậu nhiều bông. Chứ con sợ nó vô nó biến nó qua thành chua thì chết. Nào, rồi ngon lắm. Thì yên tâm là bỏ cái đó nó không có gì. Dạ sơ, là một cây một hộp vậy hay là một không? Cây tùy lớn nhỏ thôi. Ai mua thì hướng dẫn cho rồi bỏ. Nhà con 7 cây như đây đủ không? Ví dụ như cái cây nó bằng cổ tay hay là gốc nó bằng như thế bự nào? Bự lắm. Nhà con cây bự lắm. Bự bằng cái gì được? Bự mấy cỡ rồi? Hai người con chồng lên á. Bằng một hộp này. Bỏ phải đập cái lỗ xuống. Là một hộp này. Còn 7 cái kia làm sao? Cây đó thì nếu mà cái cây nó, nếu mà cây nó hình bằng như vậy đây thì nếu bỏ nguyên hộp như cây lớn mà. Vậy con phải mua 2 hộp đúng không? 2 hay 4 hộp đúng không? Tùy mình mua thôi, mình bỏ ít thì nó bự ít. Tự táo với bưởi. Táo bưởi hủ luôn đây. Ý, bưởi nữa sao? Đúng rồi, cái bưởi. Nhà con bưởi nhiều vậy thì vậy thì lấy 4 hộp đi. 4 hộp đi sao? Bưởi bự lắm. Nè, đây bông của ông ngoại. Trời ơi, dễ thương chưa? Nó màu cam luôn, đã vô hoa cẩm chứa. Ôi, lãng mạn quá đây. Hôm nay đi đến lấy hoa tảo mộ. Trời ơi, trong khi chờ đợi mình sẽ quay lan. Trời, mẹ thì khoái lan lắm á. Vậy hả? Ừ, mẹ thì trồng lan nhiều lắm. Mẹ có ra đây chưa? Mẹ chưa ra, mẹ ra chắc mẹ ghiền quá, hôm nào chở ra. Chở mẹ ra đây. Ở Việt Nam là một trồng một vàng lan. Dễ thương quá. Cái này là lan hồ điệp hả? Cái này là lan hồ điệp đúng không? Nhỏ. Rồi đi. Đã mua 4 hũ phân ấy. Bye bye sơ. Bây giờ phân bón. Tôi sợ nhất ai mà nói kể chị mà. Ê, có phim ấy này, có phim ấy. Cảm ơn sơ nha, con đi sơ. Dạ không có chi sơ, ba sơ. Đi lên xe. Ủa, bữa giờ chưa có chiếu xe mới của Lệ Thi ha. Cái gì? Chiếu chưa? Rồi mà. Đâu trời có ơi, đâu. Mới mua đồ xe mới lắm. Đẹp chưa? Trời ơi. Mới mua đồ từng năm. Ừ, để đi. Nè, phân để trong xe đi. Được không? Hay là bỏ để tôi ôm cho. Bỏ cái này bỏ lên xe đi. Rồi. Để lên xe coi.
xe mới thể lệ thi đẹp chưa nè, ở trong là màu xe màu đỏ nè, gơm quá cho đẹp luôn. Hôm nay được Lệ Thi chở Tâm đi công chuyện lấy hoa rồi đem qua cho ông ngoại nữa. Hello các bạn. Quên nãy giờ quên. Quên chào các bạn. Chưa chuyên nghiệp. Sorry. Chưa có quen. Giờ biết đường đi ra chỗ ngoại không? Biết chết liền. Trời đất ơi. Bà là người chở. Tôi là mụ đường. Bà là người chở bà ngoại đi ra ông ngoại. Đúng. Mà bà không nhớ nữa. Không hề một có một cái phương hướng gì. Sao tôi là... chơi với ai cũng không biết đường đi xe không vậy trời. Đi đâu đúng một đường, đi về là phải đúng đường đó. Đi về đường khác là coi như là vô cái bàn. Tôi tưởng là tôi cũng coi như là gì dở với cái vụ đường xá này lắm. Mà cuối cùng tôi chơi với mấy người bạn cũng còn dở hơn tôi nữa. Dở hơn tôi luôn á chứ. Ngang ngửa còn đỡ. Ồ, chuyện đó. Xe của Thi là hiệu gì? A-cu. Dạ. Thi có xe mới được như là một năm hả? Điền lắm. Ông ngoại. Ở đúng rồi, trước khi ông ngoại là mới có mấy tháng hả bà ơi? Mới có mấy tháng hả? Ừ, mới coi như Thi mua một tháng á. Một tháng là là tháng 3. Ừ. Ngoại mất tháng 4. Đi thẳng hoài nha bà Thi. Tám gặp bà này hả? Một coi như một tuần mấy lần luôn mà gặp, mà tình cờ gặp luôn á, chứ không phải là hẹn hò trước gì trơn á. Thấy giống như là cái nước Mỹ, cái cali này nó nhỏ xíu vậy nè, cái bonsai này nó nhỏ xíu. Một ngày với tôi gặp bà hai lần. Ừ, ngày gặp hai lần mà mấy ngày liên tiếp luôn á. Ôi, đi đâu cũng gặp bà. Như Hằng á, cũng vậy luôn á. Tối hôm qua gặp nó ở Quán Hương nha, đi ăn gặp nó trong Quán Hương luôn. Xong qua ngày mai đi ăn cũng vậy gặp nó nữa. Tối hôm qua. Hôm qua, rồi bà Thi á hả? Tối gặp bả là đi ăn với bả, xong rồi sáng ra đi ra bonsai cũng thấy bả đi bộ. Qua ngày mới sao đi ngay chỗ bonsai cũng thấy bả đi bộ. Công nhận luôn á, khó lắm á nha. Ừ, khó mà gặp vậy lắm á. Mà còn mặc đồ giống nhau nữa. Để chưa, hôm nay mặc đồ giống nhau luôn. Quần jean xanh, áo còn đen, ghê thiệt, giống nhau luôn. Rồi bữa giờ bà coi YouTube của tôi không? Trời ơi. Bà hình như bà post cái đó là tối hả? Hôm qua, tối hôm qua đúng không? Tôi coi cái behind the scene đó. Sáng nay. Đúng rồi, sáng nay tôi hàng chi tôi dậy sớm tôi coi. Tôi nói: "Trời ơi. Cái gì đó vậy trời?" Trời ơi các bạn ơi coi đi các bạn. Hai được xin của bà nha. Là cái quay máy két nó người edit. Đàn ông bất ngờ, người đàn ông bí mật hả? Con máy két nó edit cái video nó mấy ngày á. Ừ, nó tại vì nó không phải nó ngồi nó edit một Ủa, lần. Máy két nó có học về cái này không? Không, nó học. Ủa tại sao nó có những cái góc máy, nó có những cái cách cảnh cận cảnh giống y như biết. Là nó có học vậy? Không biết, nó không có học. Nó tự nó tự nó làm, nó có học gì đâu. Nó sẽ thông cho nó học đi. Trời ơi, không biết nữa, kệ nó đi tự, nó thích thì nó học thôi. Tôi có không biết năng. Mà kể cho các bạn nghe, giờ đi ngay đó đây mới nhớ nè. Ngày hôm qua đi ăn cái quán ngay đây nè. Với bà Thi, với Mấy đồng. Hằng với lại chị Chi là chị của Chế Phong đúng không? Ừ. Chị Chế Phong. Ba người đi với tám là bốn. Xong cái Hằng vừa nghe tin nhá, Hằng chạy về đúng không? Tám đi ra đường này, tám đang đứng đèn đỏ. Bà Thi bà đi ra sau. Bà đi vào, bà có biết là bà vượt đèn đỏ không bà Thi? Ủa? Tôi thấy bà đi bắn ra đây. Xong bà quẹo qua bên này mà. Ủa? Trong khi đèn đỏ. Là sao? Tao thấy đèn xanh mà. Trời ơi, đèn xanh con khỉ, tôi đứng ngay đó mà bà vượt qua mặt tôi. Bà đi mà cái đèn tao đỏ mà may. Lúc đó trời tối, đang không có xe, đang xe không có chạy tới á. Trời ơi, tôi nói: "Ủa sao chiếc xe nào giống con xe Thi?"
mà chạy ngon lành. Mà bà chạy không phải là bà chạy bình thường đâu, bà đứng đứng sờ rần xong bà làm như là bà muốn quẹo phải, sao cuối cùng bà không quẹo phải mà bà quẹo trái. Ồ, làm giống như bà đang coi cái GPS á. À đúng, không đúng không, không lúc bà ra không hướng dở lắm, không biết đường đi. Trời ơi, tôi thấy bà chạy ngon lành luôn, mà trong khi tôi đang đứng đèn đỏ, tôi nhìn lại cái đèn đỏ coi đèn gì mà bà chạy, mà tôi nhìn lại đèn đỏ, hai bên đèn đỏ luôn. Chết cha, vậy chỗ đó có camera không? Tôi không có biết. Trời ơi, tôi nói tôi hú hồn lúc đó. Bắt đầu xong lúc đó tôi mới hoàn hồn, tôi nói trời ơi xe bà Thi ơi, bà bảo hoảng hồn sao mà bà chạy thế ghê quá, bà không nhìn đèn luôn. À lúc đó xe đúng rồi, mới chạy đúng lên. Rồi. Lý do vì sao chạy nhanh là ngày hôm qua nhớ nghe cái vụ đúng còn rồi thằng không để mình sợ mình đi mới chạy chở thì bảo quản, bảo quản, bảo quản á để chạy qua nhà hàng. Thì lúc đó là lúc không có biết nhà địa chỉ đúng không, cho nên có cái GPS bấm vô đúng không, cái bà đi theo cái GPS chứ vậy. Đúng rồi. Rồi mà đi bà đi bà không có nhìn đèn đỏ trong khi tôi đứng ngay đó, mà bà vượt qua tôi và đi qua luôn. Sao lại vượt đèn đỏ chứ sao? Trời ơi, tôi đứng ngay đó mà tôi chứng kiến, đáng lẽ tôi cầm máy tôi quay lại. Tôi đâu có nhớ đâu mà quay cho mình bất ngờ quá, mà không biết cái xe nào. Hồi tôi mới nhớ sực lại rồi, cái xe của bà Thi là sao? Là Thi đứng phía bên đó, Thơ đứng bên này hả? Thì tôi đứng cùng chiều với bà đó. Đứng cùng chiều với tôi hả? Ừ. Rồi bà đi bên lên đây, bà chạy qua mặt tôi luôn, bà đi thẳng luôn. Trời tôi ơi. Tưởng là bà đi lên đây bà chạy qua là bà quẹo phải thì được chạy. Nhưng mà cuối cùng bà đi thẳng qua bên đường bên kia, bà quẹo trái. Kỳ vậy. Ghê chứ. Tôi tuân thủ pháp luật. Trời ơi, tôi sợ bà luôn á. Tôi phải kể cho bà Linh Trần nghe mới được. Bà Linh Trần mới sợ bà lắm. Bà Linh Trần mới sợ tôi. Hồi đó bà thầy sợ tôi, nhưng mà bây giờ bà hết sợ tôi, bà sợ bà. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Ghê thiệt. Mình là một công dân tốt, là xe, không có xe chạy lên. Không có. Ôi, xe. Sao kỳ vậy ta? Chút nữa bà vừa quen nói là xe nó ào ào đó chứ, tôi đâu có biết đâu. Mà gặp cái chị Chi đó ở trên xe, ngồi trên xe, chỉ ở Việt Nam mới qua, chỉ đâu có rành cái gì đâu. Ê, Linh á, nó sợ bà, giờ nó sợ tôi á. Nó gặp chị tôi chắc nó sợ chị tôi hơn. Vậy hả? Chị đó ở Việt Nam qua mà, chị đâu có biết quẹo phải nè. Chị khờ, chị hiền lắm luôn. Khờ lắm luôn. Vậy hả? Nhà tôi cỡ vậy không đó. Ê, bà có tin là tôi á, tôi có đánh lộn một lần không? Tin. Tôi kể bà nghe tôi đánh lộn một lần. Có đánh lộn hả? Đánh lộn mà đánh với hai thằng con trai. Trời ghê hả? Lúc đó là nhà tôi còn ở tại Thu Thâu á. Ừ. Thì tụi tôi đang chơi nhảy dây. Ừ. Văng dây ra. Lúc có mấy nào? Tuổi? Lúc đó chắc cỡ lớp 9. Lớp 9 cũng 15 tuổi rồi. Vô đây, vô đây. Trời ơi, bà đi đâu vậy bà Thi? Trời đất ơi, tôi quỷ à, cái chỗ này là chỗ bữa bị trận ông xe của ông ngoại trận là không cho ra đúng không? Không có. Cái chỗ này cái nghĩa trang ta bà, à, cái kia là cái nhà thờ. Sorry. Trời ơi, thì sợ bà luôn á. Văng dây, đang chơi nhảy dây. Thì á, có cái thằng đó nó cứ đạp chân lên cái dây mình. Thì mình kêu nó là bậy á hả? Ờ, nó đạp chân lên dây thì mình đâu có được có nhảy được. Ờ. Cái mình kêu thôi đừng phá. Đừng phá nha. Cái nó cũng đạp lên cái nữa. Lì vậy? Ừ, nó vẫn lì. Ừ. Cái thì kêu chứ. Nói một tiếng nữa nha, đừng có phá dây tao nha. Xong cái chẳng những một thằng mà thêm một thằng đạp nữa, hai thằng hai góc. Trời ơi, thì đứng một chân đó mà thì đá nó hai cái liên tục vô bàn tàn. Trời ơi. Rớt cái rằm xỉu. Trời ơi. Ghê hả? À? Cái vỏ hả? À? Không có vỏ mà ngộ lắm. Đi đường nào nữa đây cho nè. Ngộ lắm. Đến nỗi mà hồi xưa đó, lúc mà Thi vô Thi học thể dục dụng cụ mà ông thầy giỏi lên xin cho Thi vô lớp giỏi thì đánh đứng một chân mà đá một chân mà đá rất là thẳng. À. Đá liên tục hai cái vô cái màng ta nó luôn. Thằng kia phóng vô chụp đầu Thi đánh thì. Vậy hả? Thì chỉ biết đá vậy thôi, rồi là nó đánh thì nó chụp đầu nó đánh. Ôi. Đánh rồi cái em gái thì á nhào vô ôm chụp lại rồi, nói chung đây. Là lần đầu tiên trong cuộc đời đánh lộn á.
vậy trời sao? Đất ơi, vậy là bà đánh người ta xong bị thằng kia nó đánh bà, thì tôi đánh người ta đó. Rồi thằng kia nó đánh bà có sao không? Thằng kia nó chụp đầu, nó nắm đầu, coi như mình cứ cúi đầu cho nó đánh, mình đâu biết mình bị đánh gì, tụi mình đâu nhớ. Nhưng mà em thì nó chụp thằng đó lại đằng sau đó, em thì nó chụp mấy đứa con gái chụp thằng đó lại vậy hả? Còn thằng kia lóc ngóc ngồi vậy lóc ngóc ngồi vậy sợ thì luôn, sợ tới bây giờ không bao giờ đánh lộn, không bao giờ chửi lộn ai hết. Mà nói là phải biết nghe nha, nó không nghe là con bóng đó. Ê, cầm giùm quá bông đi. Rồi đã tới ông ngoại. Hồi nãy kêu để giấy hay chút nữa rồi mình tán tiếp. Lấy nước. Bông. Rồi sướng quá ha. Chỗ lấy nước gần ngay của mình luôn á thôi. Thấy không? Đỡ phải đi xa. Ủa cái bình đó là của chỗ này hả? Ừ. Tôi cũng thuộc dạng liệu á nha, mà may là liệu của tôi nó mỹ miều hơn của bà. Liệu sao? Liệu tôi là tôi ý thôi. Đó, bông ba đẹp chưa? Hôm nay bông ba đẹp chưa? Trời, dễ thương quá nè ông ngoại ơi, lãng mạn ghê luôn. Bé Cam Thơ nó đi mua bông màu cam. Ủa? Thấy có một bình mà giờ ra thành hai bình à? Hai bình. Rồi con về nha ba. Ủa, giờ mình để bông đây luôn. Ừ, để đây luôn. Thôi bắt đầu tới thứ hai thứ ba là mình ra. Ừ. Mình lấy hình ra, về. Ra dọn bông. Ừ. Thôi ba quay qua đây ba nhìn mình kìa. Con về nha ba, ba nhớ phù hộ cho má nha ba. Cho má khỏe mạnh, sức khỏe nha ba. Hôm nào chịu mát mát mình đem đàn guitar ra mình ngồi mình đàn. Ừ. Ok. Đi. Rồi đi. Bye ba. Bye ngoại. Ui su cu. Cái gì vậy bà? Biết đường ra không? Thử nha. Ừ. Nói mới nhớ cái vụ mà lái xe. Nhớ cái lúc mà bà mới qua ông bà Thi. Cái xong cái bà không có biết đi xe đó, phải qua Giang anh mỗi lần xuống đi chơi là phải qua Giang đi theo đó, đi theo này kia. Cái lúc đó tôi nói bà làm sao bà nhớ không? Bà nói là phải tự lực, phải tập đi, phải đi. Bây giờ là luyện thi ở bất cứ nơi nào thì cũng không sợ. Rồi lúc đó hả, tao thấy bà như vậy tao trời ơi phải chạy, nó hùi vô thì không có dám đâu, thì sợ lắm đấy, không mà chạy là không bao giờ biết chạy luôn. Không mà sợ thiệt, phải chạy ra cái tốc độ người ta thì tại vì lúc đầu chắc chắn là phải sợ rồi. Tôi cũng vậy, vậy trời, tôi mới lấy bằng lái tôi chạy ra phi quay liền luôn. Ôi bà gan vậy. Ừ, chạy liền luôn thì á, mới đầu chạy sợ như quỷ vậy á, rung thì còn rung, trời ơi ghê quá, trời chạy ghê quá, người ta chạy nhanh quá. Xong từ từ rồi cũng phải sẽ quen thôi. Đúng vậy. Một lần hai lần đúng không? Bà thấy đúng, là đúng. Bà thấy là lần đầu lúc nào nó cũng sợ. Ai cũng vậy hết á. Mặc dù á thì chạy trong lúc thì chạy rất là cứng. Thì có cái dạng á, nhưng mà lúc mà mới tập xe là chạy mà cứ bị lạc xuống freeway là cái miệng niệm Phật liên tục luôn, nó rung còn hơn là tim nó liền ra ngoài luôn á. Tại vì cái tốc độ nó mình không quen á, nhanh á. Đúng rồi, nên nó quen á, từ từ mình quen. Mà mình mà không chịu là chạy vậy á, hoài. Là không bao giờ. Tại vì tôi có những người bạn người ta không bao giờ mấy ra ta ở đây luôn. Mấy chục năm người ta cũng chưa bao giờ đi ra freeway luôn. Ta chỉ lái xe vòng vòng đây luôn. Nhưng ta mà đến khi chạy freeway rồi thì chạy xuống
Thì đó, cho nên là cái gì cũng vậy á, cái gì cũng phải lúc đầu cũng phải cũng như ta kêu bằng trước lạ sau quen là vậy đó. Dĩ nhiên lúc đầu cái gì nó cũng phải lạ lẫm, rất là lạ lẫm, nhưng mà dài lần rồi xong nó sẽ cũng sẽ quen thôi à. Không, nếu chứ nếu mà bà giờ thì lên xuống tỉnh bơ, thấy không, hồi tỉnh xưa mà ví dụ trên đây mà bà này réo cái đồ thôi thì không có người chở rồi không dám đi, tại vì nếu như gọi trước thì Thi sẽ đi theo anh hai. Sáng lên là có xe kiểm tra, còn mà gọi trễ là anh hai đi làm là coi như dưới khỏi đi luôn, hoặc là đi Uber lên. Uber hoài lúc luôn đó, lúc đó Tâm mới nói cứ thử đi đi, chạy một như là chạy như là nếu mà có anh bơ kế bên thì cứ chạy chạy cho anh hai ngồi kế bên cho quen cái đường đó, rồi từ nhà về đây làm sao rồi tập từ từ rồi tả nhát tả không chịu, rồi cuối cùng không ai chở mình cũng phải đi thôi. Đúng. Đúng không, bây giờ mà lúc đó tôi thấy bà là rất là lành, tôi nói bà được, tôi nói là bà này mà bả mà chạy quen rồi mà bà chạy còn hơn là ai nữa đó. Đó giờ đèn đỏ đó, bây giờ này giờ đèn đỏ luôn. Từ khi mà Thi biết chạy freeway mà Thi đi buổi tối một lần rồi là không bao giờ Thi dám đi cái giờ mà gọi là mặt trời chiếu vô mặt. Bữa bà kể bà bị mặt trời chiếu vô mặt, bà đụng như trong cái lề hả, phóng lên lề luôn, bành cái bánh vỏ xe luôn, ẻo xe liền luôn. Ghê chưa, vừa chạy ra thấy mặt trời chiếu vô mặt vừa thấy là nói với bà chị liền, rồi em sợ nhất là đi cái giờ mà mặt trời chiếu vô mặt, vừa nói xong phóng lên lề cái rạch bánh xe. Mặt trời chiếu vô mặt là cái lúc khoảng 4-5 giờ chiều á, là cái đó là cái hướng mặt trời chiếu vô mặt, là nếu là 4-5 giờ chiều là bà đi đường này mà bà đi ngược về nè, là nó chiếu sợ mặt lắm. Tôi cũng ghét cái lề này, nó phật nó cao thấy mồ luôn mà phóng. Ủa, lên bà cho phóng được luôn luôn hả? Chưa đâu, hai lần, một lần á là phóng lên đó xong rồi là ngay cái lễ độc lập, ngay cái July 4 xong rồi anh thì phải gọi xe thu thồ về hãng luôn, rồi là mấy ngày lễ đó không có xe chạy luôn, quê thiệt. Rồi thêm một lần nữa đi vô Target, đi qua bên phải nha, đi vô Target ra lấy xe phóng lên trên bồn, người ta phóng eo eo bánh trước xuống bánh sau luôn, trời ơi. Sao nó tưng thắng lắm lắm, nhưng mà không có đụng ai, mà hơn là tự nhiên cái chân Thi á đạp vô chân thắng, chứ nếu chân Thi đạp chân ga là Thi tông hai mẹ con đằng trước rồi. Trời ơi, nó sao mà cái mắt của mình nó tệ, đi ra ngay cái giờ đó là quán gà đó, không á, bị quán gà, tao tưởng con gà nó không, ý là ta không nói cái giờ đó là giờ quán gà đó, cái giờ đó dễ gây tai nạn nếu mà mình chạy xe mình không có biết cách che đó, nó quán gà nó chóa con mắt nó không có thấy đường. Là vậy, có nghĩa là đi ra đậu thì làm muốn gì thì phải lùi xe lại để mà ấy, cứ tưởng đằng trước không có gì mới phóng lên. Quẹo đây nha. Ờ, quẹo bên đây. Phóng lên, thành ra phóng lên cái bồn người ta đó, bồn nhỏ nhỏ, phóng bật bánh trước, bật bánh sau. Tôi muốn lại cho tôi luôn á chứ. Rồi, biết đường rồi không? Vô ngoại đúng không? Ừ. Bên này mình đi bộ mà sai luật nó cũng phạt á. Trời ơi, cậu của Thi ở Việt Nam mới qua đó. Ở Việt Nam mới qua đó mà không biết là cậu băng qua đường ở đâu mà cậu bị vượt lúc mà 5-6 giờ sáng, chắc cậu đi làm hay sao, tông cậu chết đó. Trời, cậu Việt Nam mới qua có 1 tháng mấy 2 tháng. Ui, ở đây á hả? Ừ, ở đây bên Mỹ. Đậu đây hay vô đây? Quẹo vô luôn đi, từ từ có chừng đụng á. Yên tâm, mình ghê vậy hả? Mình thì chưa bao giờ qua, mới có mấy tháng hả? Qua mới mà đi bộ hả? Đi bộ chắc đi tập thể dục hay không hiểu sao mà đi kiểu gì mà xe nó tông mà nó không thấy luôn, nó dít chết tại chỗ, tội dễ sợ. Trong ở Việt Nam thì chưa bao giờ bệnh hoạn gì hết trơn, nhà khá giả, qua đây thì mình chết đi đây. Má. Ủa, má ngủ rồi hả? Nè, sơ cho má nè. Để dâng Đức Mẹ đó. Hồi nãy con ra sơ lấy hoa đem cho ba đó. Đem ra cho ba.
Ra mang sao? Nó ngủ được không? Tối hôm qua nó ngủ được không? Tối hôm qua. Trời ơi kỳ vậy. Tối hôm qua đâu ngủ. Có không? Không. Không ho mà ngủ không được là sao? Ai biết đâu. Có khi nào đóng tối hôm qua ăn cái tầng gì lá đó. Trời đất ơi. Hết ho mà ngủ không được. À tầng gì lá chẳng lẽ ngủ không được ta? Nó làm hết ho mà ngủ không được kỳ vậy. Chắc ngày mai mốt con qua ngủ với má quá. Ngủ thử với má coi làm sao. Cho chị đó, chị qua bên kia chị ngủ đi. Con ngủ ở đây má thử mấy ngày coi nó làm sao. Khi về khi không thôi. Thôi nào kệ bà nữa. Kệ cái gì mấy ngày đây rồi. Từ lúc anh hai về phải không? Ngồi nè. Ừ. Đẹp quá không vậy ha? Đẹp rồi đó. Mốt con làm được. Con chờ. Còn cứng cứng ở trên. Ừ. Con chờ nhìn cái hình màu của bà Thơ cho hoàn chỉnh thì con sẽ đi làm điệu. Có cái cô kia kìa lớn tuổi lắm, dắt con ra xăm. Ừ. Cái xong cái hồ cái bà chủ bà vẽ cho cô đó. Cái cô nhào vô xăm luôn. Lớn cỡ má vậy đó. Vậy hả? Dắt con nó xăm thôi chứ chưa bao giờ nghĩ là mình xăm hết đó. Cái xong cái cô chủ cô nói trời ơi, của bác mà xăm lên đẹp lắm. Xong rồi cái dễ dễ thử cho cô coi á. Cô nói vậy tôi vô xăm luôn đi. Cứ vô xăm luôn. Mà thích lắm. Xăm xong thích lắm. Thôi giờ quay qua bà Thi không quay má nữa. Mẹ con khỏe không? Dạ, mẹ con khỏe. Nghe nói té rồi có té hay sao? Mẹ con té hả? Nghe nói té mà. Đâu có. Mẹ con không có té. Nghe ai ta ai nói? À, chắc mẹ Hằng hả? Bà ngoại nghe mẹ Hằng. Nghe ai nói nào đó. Mẹ Hằng. Mẹ Hằng bị đụng xe. Vậy à? Dạ. Có làm sao không? Dạ, mẹ Hằng bị đụng xe cũng nặng á. Thì đeo cái cổ mấy tháng giờ về nhà rồi. Trời ơi. Người lớn mà bị cái gì là xe gì đụng? Xe hơi á. Mẹ Hằng đang lái xe. Ê. Đang chuẩn bị quẹo vô. Từ như đằng sau nó phóng lên một cái là tông lên là mẹ Hằng bất tỉnh luôn trong xe rồi. Ê. Phải cưa cái cửa ra để lôi mẹ Hằng ra. Ghê quá hả? Dạ. Tội nghiệp. Bao nhiêu tuổi? Mẹ Hằng cũng 70-80 rồi. Trời ơi. Dạ khỏe chưa? Dạ khỏe nhưng mà nó sẽ không như hồi xưa nữa. Đeo cái nẹp cổ đó mấy tháng trời vậy nè. Trời ơi. Mà người lớn vậy á, bệnh mà ngã xuống là lấy sức ra đâu được. Xui quá hả? 10 tuổi luôn á. Giống như là bị yếu rõ ràng. Là hai vợ chồng đi, là ba Hằng ngồi, mẹ Hằng chở. Rồi ba có bị gì không? Ba Hằng thì lại bị nhẹ. Nhưng mà ba Hằng là bây giờ cũng như bị ám ảnh á. Sợ. Chứng kiến police rồi chứng kiến cứ thương thì tùm lum hết. Đến cưa cửa đó. Ba Hằng. Nhưng mà ba Hằng là ra cửa được hả? Còn bên cửa phía bên đây thì ba Hằng ra được. Ồ. Còn phía bên cửa bên đó là sụm cái cửa. Không biết sao nó lóc cửa luôn. Không ra phải cưa lên cửa để khi mẹ Hằng. Thì sao bên này ra được đó, kéo từ trong bên này qua. Bất tỉnh rồi, đâu kéo nổi. Con không biết là cửa bên kia có ra được không mà con nghe kể là cưa cửa không, con không biết. Phía bên bác trai có vậy không, nhưng mà bác trai sau việc đó là bác trai cũng bị tinh thần quên luôn. Hoảng loạn. Quên nhớ luôn. Hết hồn chứ hả? Hoảng hồn. Trời ơi, hai vợ chồng thấy tội nghiệp, thấy thương lắm. Đi đâu cũng có nhau hết á. Đi bộ, đi này, nọ, rề, hai vợ chồng dễ thương lắm. Vợ nằm bệnh viện là mấy tháng trời. Trời ơi, con thấy ha, nẹp cổ cứ ngắt vậy nè. Tự gì, chấn thương cái phần lưng á. Nguy hiểm. Mà người ta chạy... Cái đó là cái bằng họa vô đơn chí á. Cái đó là... Nên... đi
trên trời đó, nạn nó, trên trời đi xuống lái không hay là con nó nghĩ bị là con nghĩ rõ sao? Ràng con nghĩ cái chuyện đó chỉ có là cầm phone test xong rồi giật mình khi thấy người ta ơi, chạy xi nhan vô cái lane này rồi đạp thay vì đạp thắng không đạp đạp ga mới tông người ta mạnh như vậy. Đúng rồi, chỉ có cầm phone thôi à, chứ mà nếu như mình chạy bình thường mình không tông người ta kiểu đó được. Mình thấy thì mình sẽ đạp thắng, mình thắng chứ. Hay là cái người kia mới biết chạy xe phản xạ không kịp? Không, người đàn ông người đàn ông mà xui là cái người đàn ông đó chỉ có bảo hiểm một chiều thôi. Bảo hiểm không có good cho nên không biết ba mẹ Hằng thì bên bảo hiểm bên này đền, bên kia nó đền không đủ thì bên của mình phải đền. Ủa, bên bảo hiểm mình đền tại mình nó có mua thì mình được chứ. Đến bây giờ vẫn chưa thấy giải quyết gì hết, chưa thấy gì hết á. Trời mà trước mắt là thấy mình, trước mắt là thấy mình là phải ngồi nhà rồi là không đi làm rồi là đau đau đớn chấn thương di chứng rồi ám ảnh, trước mắt là thấy những chuyện gì không? Sao không kêu luật sư? Có chứ. Kêu luật sư đó, nhưng mà khi nghĩ những cái chuyện vậy chắc trên 6 tháng, 3 đến 6 tháng lâu lắm. Lâu lắm, lâu lắm. Ủa sao con đem xe chờ gỡ nè hoài? Ủa xe thôi chưa sửa luôn hả? Chưa. Sao bà không sửa đi, hôm nay tôi rảnh rồi tôi chở bà đi sửa đi chứ kỳ quá. Sửa sổ không có xe đi. Trời ơi, đi xe. Trời ơi, mấy tuần nay người ta rảnh không chịu sửa đi. Mấy ta lên đây thí dụ đi đâu đó, tôi chạy lên đây tôi chở giùm cho. Biết đâu, để coi. Tôi ở trên đây cả tuần nay nè. Mình Linh cũng ở nhà cả tuần. Dạ. Dở ghê không nghĩ. Không, tại vì anh hai bà Linh ở đây mà anh hai phải lấy xe đi. Phải để xe cho anh hai, bây giờ anh hai mới về thì mà cái quên luôn. Tưởng là trước khi đi Việt Nam á cũng sửa, nhưng mà cuối cùng giờ đóng đi Việt Nam ở nhà. Nhưng mà mình sửa thì hãng sẽ đưa xe cho mình chạy. Không, sửa có mấy ngày à, chắc cũng không đưa đâu. Mất công đi mướn được kia cũng mệt lắm. Mà nó cho ngày có 30 đồng tiền mướn xe à. À đúng rồi. Đúng không? Xe con thì khỏi. Đó. Bé mà bị đó, xe đến giờ vẫn chưa, xe chưa được đem về. Nhỏ mướn xe. Nhỏ mướn xe 30. Mà bảo hiểm thì trả cho 30, mà xe thì không có 30, xe có 40. Mình phải nó bù. Phải bỏ tiền vô bù. Mà trong khi á, nó mới lấy tiền trong tài khoản của con gái thì trong khi bên kia nó không đền. Bên kia chưa có gì hết, thành ra trước mắt là thấy mình bỏ tiền ra. Mình phải ứng trước. Câu đâu? Có đem cái mới về hả? Em gì? Cho mượn. Em mượn gì? Mượn để mai bàn còn thôi, thế nên tới cho bàn gì chiều, vậy chiều thứ bảy trả nghe, sáng thứ bảy nó múa. Bạn má múa hả? Múa ở đâu? Cô giáo ai biết múa nón lá à? Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ ba về hồi thi đua gặp nhau tay ta trong nó. Rồi nó mượn khỏi mất cam đi mua à. Mà nó nhỏ không? Món bài thơ nè, đợi đi. Đẹp. Linh đi làm chưa? Linh đi làm rồi. Hết đau lưng chưa? Còn. Còn đau, nhưng mà nói chung đỡ nhưng mà còn đau. Nó có uống thuốc nào? Hình như có đó. Để em hỏi lại con không biết bà có uống chưa. Uống mấy viên hết gì? Con không biết nữa. Nhưng mà bà ngồi. Bà làm biến lắm. Bà ngồi cả ngày trời. Bà làm biến uống thuốc á. Không uống theo lành. Linh đó là nó có mối thù với thuốc. Tự bệnh tự hết. Cương quyết không uống thuốc. Có một lần ở bà ngoại biết không, con ngồi ở ngoài phòng với mọi người con ăn á. Trời ơi, bà ở trong phòng bà ho quá trời luôn. Xong cái con mới hỏi Linh, bà có cần thuốc không? Không, không sao đâu, tôi không sao đâu. Bà ngoại biết không, 2 ngày sau thì bà còn thuốc không? Phải đích thân, phải đi hỏi con lại. Chứ con biết là tánh bà rất là ghét uống thuốc. Mà bà hỏi con có nghĩa là bà chịu đựng hết mình nổi rồi. Bà quá đau đớn rồi. Bà ho, bà đau họng này nọ lắm. Con phải chạy lên coi, tự vì lúc nào con cũng phải trữ thuốc ho
ho, cái kháng sinh. Mà cái ho của Linh á, là con có kinh nghiệm lắm. Con nghe bà ho là con nói là bà nhiễm trùng. Bà bị ho, ho thuộc dạng ho xuống tới là gần như là viêm phế quản á, ho là nặng, ho nặng là bắt buộc bà phải tắm kháng sinh thôi. Mà kháng sinh là phải uống trên 5 ngày. Bắt bà phải uống kháng sinh cộng với thuốc ho, cộng với nhiều thứ nữa. Vừa mới chớm ho thật là uống không, để ho mấy ngày sau luôn. Hỏi con con lấy thuốc đưa cho bà, mà con đâu biết bà uống đều hay không. Mà cái khoảng thời gian đó bà ho lâu lắm, lúc mà bệnh cái dịch COVID. Nhớ rồi, đúng rồi, ho quá trình lâu rồi. Dài dẫn mà ho mà con cảm giác là chuột chắc nó đau. Mà bà không bị COVID. Bà không bị COVID. Mà bà ho mà vậy bà đó. Mà mấy lần á con bị đau á, bà hay nói bà uống thuốc vô đi. Tại sao bà không chịu uống? Cái xong này, thôi tôi không thích uống thuốc cái bệnh này. Tại sao phải chịu đựng đau đớn mà không chịu uống thuốc? Uống thuốc vô là nó hết đau mà tại sao không uống? Bà nói hay lắm. Tính luôn, bà cũng vậy. Con á, con mới kêu bà là bà uống gừng với lại mật ong đi. Là hồi lâu á tôi xay cái gừng với mật ong á lúc mà cái thời điểm COVID á. Đó, con cũng bị ho xong rồi cô giáo con kêu thì con uống con thấy hết. Con này là tôi cho bà ráng mỗi ngày bà. Tôi không có tin mấy cái này đâu. Không tin. Tôi không có tin mấy cái chuyện này đâu. Ngay cả mà thuốc nam hay thuốc gì mà nó nói bả nè. Là con hồi xưa con bị sốc vì đĩa đệm á, là bác sĩ bắt con phải nhập viện á, là nói là con phải mổ gấp không thôi là con bị liệt. Rồi lên cái chương trình mổ là 40 mấy gần 50 triệu. Xong rồi ở Việt Nam à? Ở Việt Nam thì bị sốc vì đĩa đệm thì cũng bị, con cũng bị đeo cái cổ vậy nè, tại vì buông cái nẹp cổ ra là người con nó nhức tận xương tủy mà nó tê, con cái điều tê con không mở tay ra được, con không cầm chén được luôn. Con bị rất là nặng. Mà bác sĩ bên Tây Y thì bắt con nhập viện liền, mỗi 40-50 triệu. Nhưng mà người ta nói thầm một câu là không đảm bảo, dứt điểm, sẽ bị lại. Con nghe vậy, ủa tại sao thân mình đau như vậy, mình bỏ tiền một số tiền lớn để mình mổ cuối cùng bị lại. Thế là mấy anh chị bên thể thao của con kêu là em tới đắp thuốc đi, tới ông thầy ở đường Chợ Lớn á. Con mới, con nhớ hoài luôn ông đó, ông chữa 3 ngày cho con xong là con muốn quỳ con lại ông luôn á. Con nghĩ ông là Phật sống luôn, ông cứu rất nhiều người. Thì là con mới đi, bạn con mới chở con xuống tới tận nơi, đưa cái MRI cho ông coi. Tại vì trước khi ông chữa, ông phải nhìn cái phim chụp của mình. Đưa ra thì con bị thoát đến 4 miếng lận. Thoát một dọc luôn, thoát vì đĩa đệm cho nên làm cho con như người chết rồi á. Mới có phát hiện ra con sốt, con nóng lạnh mới phát hiện ra có một tuần mà con sụt 10 kg. Ông, con tới nhà là con dán salon bát khắp người, chỗ nào con cũng nhức á. Ông nhìn phim xong, ông nhìn con, ông nói chứ ba cái đồ quỷ này hả, cỡ 3 đến 5 ngày bà tháo hết. Thì con nghĩ là ông muốn nói giờ ông nói, mình không tin. Tại vì mình nghĩ Tây Y người ta mổ, người ta làm mà còn bị lại. Còn ông chỉ là đắp bên ngoài, nghĩ sao mà là dứt điểm được. Nhưng mà đau quá nên mình phải chịu thử. Thì bao nhiêu người nó không giỏi. Thì con biết tới đó, một ngày phải đắp 2 lần. Sáng một lần là một lần đắp 1 tiếng. Là mình trong cái phòng mặt ổng là có đến mấy chục giường luôn, đầy người nằm luôn. Thì là tới đó ổng nấu cái thao thuốc của con, cái ghi tên của con, từng người có ghi tên bệnh nhân. Có một cái nồi rượu đó, ông đổ cái thuốc con vô, ông nấu xăm xắp. Nấu xong bắt đầu ông mới đổ vô cái dải lưới á, dắt cho thiệt khô. Xong rồi lên cái ghế của con nằm á, bắt đầu đổ, con bị cái cổ thì đổ xuống, bắt đầu con nằm xuống đổ ngay phần cổ như vậy nè. Cái mới lấy cái khăn á, cột chặt để cho nó đừng có bay cái hơi rượu á. Nằm 1 tiếng bà ngoại. Một ngày 2 lần, cách nhau 4 tiếng. Mà khi mình đắp xong mình không được tắm, không được tắm cỡ 2 tiếng. Tại vì cái khoảng thời gian đó là cái lỗ chân lông mình nó hở, mình không được tắm. Một tuần con, một ngày 2 lần. Con đàm đến ngày thứ 3, ngày thứ 5, nó giống y như bệnh giả đò luôn. Con không có thấy người con nó đau. Con không còn cảm giác nó đau như mà con từng bị mà con khóc. Con đau mà con không biết ngồi, con không biết nằm, không có kiểu gì được. Đến nỗi mà phải có một cái gì nhọn nhọn để chống cái lưng con để mà con thở á, chứ không thôi con thở không được. Mà con tới ổng con làm đúng 5 ngày.
thì con đi theo quá trình của ổng á, cái liệu trình của ổng là bà ngoại đắp liên tục 9 ngày, một ngày đắp 2 lần. Rồi sau đó bà ngoại nghỉ 1 tháng. Nghỉ 1 tháng xong rồi dòng lại đắp 6 ngày. 6 ngày xong nghỉ 1 tháng, rồi đắp 3 ngày là bỏ luôn. Con đắp có 9 ngày con bỏ luôn, tại con thấy hết rồi. Thường cái người mình hay như vậy lắm. Khi mình bệnh á thì mình nhảy tới mình bằng mọi giá mình chữa, nhưng mà mình vừa hết một cái mình không chịu đi đúng theo liệu trình. Liệu trình của ổng là 9-6-3, con làm có 9 ngày thôi con bỏ luôn. Tới bây giờ thì ổng có nói lại lần nữa là cái bệnh của con á là đặc biệt, con phải tìm những cái môn chơi mà trên cao vậy nè, tại vì cái chụp MRI cái cổ cái đốt xương sống con nó dị tật. Nó dị tật, nó ngộ đó, nó phải như người ta, cho nên cái môn chơi của con phải nhìn lên á, để cho nó tạo cái chất nhờn, nó không bị gai với vôi hóa cái cổ. Cái môn chơi của con thì khi mà tây y nó vừa xét coi MRI là bệnh con, thì tây y kêu con là không được vận động, không được chơi thể thao, bà chơi là bà bị liệt tức thì. Còn đi tới ổng thì ổng nói là chơi thể thao mỗi ngày, bà chỉ cần bà dừng thể thao là bà sẽ bị gai. Rồi khi con qua đây mấy năm á là con đâu được chơi thể thao lại, bắt đầu con thấy nó chấm chấm chấm, nó đau đau thì con mới, bạn con mới đem gửi thuốc nó qua cho con đắp hết. Nhưng mà bây giờ các ông bác sĩ đó ông còn không? Còn. Còn ở đó. Ổng rất đường là gì? Đường là Đỗ Ngọc Thạnh. Con nhớ ổng tên là tên gì? Tên là con không biết ổng tên gì, nhưng mà ổng giỏi quá con đặt ổng thành tên đường luôn. Con kêu bác sĩ Đỗ Ngọc Thạnh không à. Là cứ tới cái đường Đỗ Ngọc Thạnh. Cái đường gì Ngọc Thạnh lạ vậy? Có nghĩa là nó nằm gần quận mấy? Nó nằm gần bệnh viện Chợ Rẫy. Đi Nguyễn Chí Thanh. Đi Nguyễn Chí Thanh, bệnh viện Chợ Rẫy bên kia thì là sẽ thấy đường Đỗ Ngọc Thạnh quẹo vô chắc quận 11. 11 chứ chưa tới quận 5. Giỏi lắm ngoại ơi. Ngoại có biết là không biết mà chị chứ My cũng bị đau cái cổ. Chị My đang bệnh hả? Kêu chị My đi tới đó đi. Nó đi về rồi. Ủa về rồi hả? Về bên này rồi. Ủa vậy? Ủa sao nó cuối tháng 8 My mới về mà. Đâu nó nói mày email cho cái cô đó nói. Bà ngoại biết đó. Con chỉ bạn con rất nhiều người từ cái chỉ định mổ của bác sĩ mà bây giờ đắp thuốc là hết không? Con là nhân chứng sống nè, con là dễ sợ lắm. Con đắp liên tục mà nó đắp nằm đắp thuốc á, mình cảm nhận được á là cái máu mình á nó lưu thông á. Nó tự vì nó nóng á, ngoại phải chịu đựng cái nóng của cái rượu cái thuốc á, rõ ràng mình thấy máu nó lưu thông, nó bơm á những cái chỗ mà đau rần mình á, mình cảm giác là nó được xoa dịu chứ không thôi nó nhức lắm. Tai con giống như sưng lên á, tự vì máu nó không lưu thông, nó bị ứ lại á, nó tê buốt á. Nó co cái tai giống vậy nè. Hay quá, ông hay quá. Nhưng mà có số điện thoại của ổng không? Thì không có, nhưng search lên là biết ngay ổng liền. Search lên nhưng mà đâu biết tên đâu search. Đường gì Ngọc Thạch? Thạnh. Thạnh. Đỗ Ngọc Thạnh. Đỗ Ngọc Thạnh, đường Đỗ ổng Ngọc Thạnh. Ổng là đời, ổng là đời, 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 đời con, đời, đời cháu. Cái đời cha mẹ ổng là ổng truyền nghề lại. Mua gần như hết nguyên cái dãy phố luôn á, để làm phòng cho bệnh nhân nằm á. Mua nhiều nhà lắm, cứ tới đó hỏi là người ta chỉ à. Bà ngoại biết những nước ngoài, những nước láng giềng á, Lào, Campuchia đó, đi qua thuốc ổng về chữa đó. 4-5 giờ sáng là chạy xe qua lấy thuốc nhà ổng á. Trời ơi, ổng chữa giỏi lắm, con không tin nổi con, đến nỗi ở khi mà ổng nói con là 3-4 ngày ra bà ba cái đồ quỷ này. Nhưng mà ổng chữa là chủ yếu là đau nhất hả? Gãy xương luôn thơ. Gãy xương luôn, chỉ là đắp thuốc thôi mà lành. Tại vì con chứng kiến là có một vị sư trụ trì cái chùa là bị tai nạn xe đó, gãy nguyên cái bả vai luôn. Mà đắp thuốc gì không gãy mà đắp thuốc luôn mà, kìa. Mà hết luôn, thường ta phải bóp bột chứ. Có nhiều cô chú Việt kiều ở bên Mỹ nè, đi về đó 1 tháng là để chữa bệnh, là tới ổng đắp không đó. Mấy uổng quá hả, về bên đó cả mấy tháng. Sao chị lúc chị ở đây chị không nói chị đau để ai mà biết đâu hả? Trời ơi, giờ tôi mới thấy tự nhiên bà ngồi bà kể chứ ai mà biết. Có biết đâu bà, có bao giờ kể tôi nghe bà bị cái này đâu. Con là cuộc đời con là con bị cái đó, tự nhiên là lúc đó là cái vào thời cũng đau, thời điểm đau, đó là tôi đi thi đấu, tôi đi Nha Trang, tôi đi thi đấu cầu lông đó. Đang ngồi tự nhiên
nó sốt mà giống như cấp tính á, người mình đang khỏe tự nhiên nó sốt, sốt một cái mặt đó bưng luôn là người nó muốn thở không được, và tay bắt đầu nó tê buốt rừng rừng, cầm cái chén rớt. Nguyên mấy anh chị trong đoàn, người đưa thuốc này người đưa thuốc nọ, uống quá trời uống luôn, ai đưa cũng uống luôn mà không hạ sốt, mà người nó nhức nhức cho trong xương, làm sáng mai con phải đi cắt tóc, con về thành phố liền, là con bỏ thi, con không thi á, về thành phố là vô bệnh viện Sùng Chính á, khám chụp siêu chích cái đủ thứ trò hết trơn á, cuối cùng chụp MRI luôn, chụp MRI thì ra là thoát vị đĩa đệm 4 miếng luôn, người ta thoát có 1-2 miếng thôi, mình thoát 4 miếng luôn. Rồi ông bác sĩ đó ông mới bắt nhập viện mổ, thì con nghe thật mới đầu mình định mổ, nhưng ổng thọc một câu là không có đảm bảo là hết. Mà ngay thời điểm đó báo qua mẹ con thì mẹ con nói ông anh con có bị thoát vị đĩa đệm luôn, anh mổ được 6 tháng và anh bị đau lại. Rồi nghe vậy xong mấy anh chị bên Cầu Long á kêu chữa bên mấy anh chị đi, mấy anh chị toàn dân thể thao bị nhiều á, toàn đắp thuốc không. Rồi con bấm gan con đi đại. Vừa không phải mổ cơ thể mình mà rất là rẻ tiền mà ngoại. Một thang thuốc con nhớ cái thời điểm đó có 330.000 một thang thuốc. Mà con một thang ngoài đắp được 3 ngày. Thì 9 ngày là 3 thang. Là con đắp là hình như cỡ 1 triệu à. Con nhớ có 1 triệu đồng, trong khi bên Tây Y bắt con phải 40-50 triệu. Có 1 triệu đồng là con hết bệnh rồi. Con hết tới bây giờ luôn. Cái bây giờ mà ai mà bị đau xương khớp là bạn bè con, là lúc đó là con có báo lên trên cộng đồng bạn, mình biết ai có bị, con chỉ chỗ đó đó. Con gọi ông là ông Đỗ Ngọc Thạnh nhưng mà giỏi lắm luôn. Mà ổng cũng ổng giỏi nhưng mà ổng cũng hơi ngang tàn đó. Ngang tàn. Ôi cảm ơn Thi nha, hôm nay giờ fan bà Tám biết được thêm một cái người chữa bệnh đi đâu. Thi nói thiệt, ổng là giống như là Phật sống luôn á. Ai ở ngoài kia nói gì cũng sùm gì. Để Thi về đi. Ừ về coi còn hỏi lại đi. Hỏi lại đi rồi cho mọi người biết, chứ nhiều lúc người ta cần fan mình cũng cần có những người ta bị đau vậy sao? Gãy chân, gãy tay, gãy chân. Thoát vị đĩa đệm và gai vôi hóa bị cái gì về xương khớp là tới ổng. Chuyện gì vậy? Giặt đồ. Chuyện gì mà làm sầm vậy? Giặt đồ mất cái không tiền khác ở đây nó sửa đổi vậy đó. Nó nói giặt lớn vậy. À vậy hả? Trời ơi, tưởng hai người quýnh lộn nhau chứ. Ba. Ủa hai người ở Bình Định luôn hả? Có em Bình Định nè. Bình Định có biết võ không? Em với anh với bạn cũng học. Sao vậy? Chứ kêu mẹ ở Cam Ranh mà sao tới chồng thì Cam Ranh anh quen Bình Định nhưng mà Cam Ranh ở Bình Định thì khác nữa. Ở gái Bình Định võ dữ lắm á, bà ngoại khi là võ số 1 luôn á. Ừ, chị cô vợ em võ vô địch luôn. Võ dữ lắm, đánh nha. Ông chồng phải đánh bà, đánh cục, đánh trừng chồng luôn. Thôi về bà Thi. Đi về. Về má ơi. Ba bà ngoại, con đi về nha. Má ơi. Ủa đi ai tao rất. Về nghe má. Dạ, bé ba bà ngoại. Đây, về. Bye bye. Bye bye con về. Chào các bạn đi. Cảm ơn coi như là Thi đã chia sẻ rất là bất ngờ. Bữa giờ không chịu chia sẻ cho fan mà Thám gì hết trơn à. Giờ mới kể. Để Thi về thì hỏi bạn thì địa chỉ rồi Thi đưa. Hỏi số điện thoại, địa chỉ có gì để lên cho mọi người. Dạ lắm, Thi là nhân chứng đó. Thi là bị nặng lắm đó. Ok, rồi bye bye các bạn đi. Bye, see you again.
Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.